Chào tất cả các bạn thân mến. Thì tối đêm nay mình có mặt tại chợ Hoa thành phố Sa Đéc. Bây giờ là đã hơn 21 giờ rồi. Mà mai bắt đầu những cái chỗ bán cây kiểng đó thì bắt đầu xuất hiện. Và mình thấy mai rất là dễ thương nè các bạn. Nhỏ nhỏ gì đây nhưng mà để bàn rất là đẹp. Và những cái nụ thì bắt đầu xanh rồi nè. Các bạn thấy nè, nụ bắt đầu xanh lên rồi. Con gặp một cái cô bán mai nè. Chào cô. Cô ơi, cô cho con quay cái nha cô. Dạ. Cô, mà cho con hỏi mai này là mình xuất xứ từ đâu hả cô? Làm tại nhà làm, như mình gieo cực hộ rồi mình quấn rễ, mình cấy xuống thì một năm mấy sau rồi nó đóng bự, mình mới ghép vô, mới ghép giống gì ghép. Ồ, dạ. Ghép giống thật hương hay là đầy lọc hay là nó nhiều loại lắm, tới 80 mấy loại giống. Trời ơi, vậy đó hả? Trời ơi, mai mà nhiều giống dữ vậy đó hả cô? Không, là 50 mấy loại á. Trời. Quảng Nam, cái bằng của Quảng Nam gì đó, từng lúc nó ra nhiều loại lắm. Dạ. Thì cô hỏi vườn mai của mình tí lắm. Vườn mai ở đâu cô? Ở Bến Tre nè, ở xã Vĩnh Thành, ấp Ờ, dạ, vậy là vườn mai có đây bán quỳnh tím. Dạ, vườn mai quỳnh tím. Dạ, mà vậy là cái chỗ đó là được công nhận là làng mai luôn hả cô? Dạ, dạ, cái làng mai mình nghe hay quá ha. Thì ở đó là người ta trồng mai rất là nhiều hay sao cô? Dạ, dạ. Hai bên là mai không? Hai ấp từ ngoài đồng lộ chỗ đồng bên gia vô tới trong ấp từ là ấp rồi. Dạ. Mai không có gì khác. Thôi, thấy ham quá ha. Vậy là Tết là phải chở đi các nơi để mình tiêu thụ cái mai nha con. Tại vì khách hàng mình rất mua dữ lắm mà. Tại dạ. Cô bán ở chợ này từ đó giờ mấy năm rồi cho nên quen nói mà mình. Dạ. Thì ra bà con đây cũng nhắc nhở cho cô hỏi thăm cô lên bán không? Cô nói cô lên bán ta chờ ta mua. Dạ. Lên bữa 19 cô mình cái mai này nói chung là mình gọi là tên là mai gì cô? Thủ Đức Đại Lộc. Dạ. Ôi ôi thấy ham quá cô ơi. Cúc Thọ Hương. Ôi bữa nay. Dạ. Bữa nay gặp cô biết nhiều thứ quá. Cúc Thọ Hương, để mình quay cốc Cúc Thọ Hương cho các bạn xem nha. Cô chỉ nè. Cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương. Đây có cái hoa. Cái này là Cúc Nghệ nè. Cúc Nghệ. Đây Cúc Hương vô không? Cái này là... Dạ, đây Cúc Nghệ nè các bạn. Đây. Cô nói đây là Cúc Nghệ nè, các bạn thấy vàng giống Nghệ không? Mình thấy giống lắm nè ha. Ồ, có cái hoa nè. Cái hoa này nhiều cánh quá. Mà mình đứng nó hơi chéo đây. Chéo cánh chứ cô. 36 cánh luôn nè các bạn. Hoa 36 cánh. Đó. Thọ Hương. Dạ. Ôi ôi. Đây. Thọ Hương nè các bạn ơi. Bạn thấy Thọ Hương không? Mình mới biết luôn. Nè. Thấy ham quá. Cô đi về đây cực lắm không cô? Dạ, nhưng mà tối ngủ nghe hình này kia. Trời ơi, các bạn thấy thương không? Cô bán hoa nè, ngồi ngủ rất là đơn sơ như vậy đó nè. Tại về đây dân bông ngủ rồi. Dạ. Miếng cơm manh áo hả cô? Dạ. Cô là cô tên gì vậy cô? Cô Phí nha. Dạ. Con không biết nói gì hơn là con kính chúc cô là vui khỏe nè. Rồi cái mình mua may mắn đắt.